Mọi người thấy không ạ? Tây Thi rất là bận rộn luôn, bắp nướng nướng không kịp. Người khách hàng đến rất là đông luôn, đến ủng hộ em gái. Vì nét duyên dáng, thì mị dễ thương, hiền hòa. Với lại một cái nữa là em gái hiền. Em gái Tây Thi giờ mới lanh lanh đó, ngày xưa hiền chứ lắm. Chị yêu. Còn Tây Thi là, Tây Thi hơi lanh rồi. Cho nên nhiều khi khán giả xem á, mới gì nè, Tây Thi quá lanh rồi. Mà em gái hiền thiệt. Em gái hiền từ xưa rồi, mỗi người có mỗi cái nét. Người hiền, người dễ thương. Rồi bây giờ Tây Thi sẽ review cho em gái nha. Thấy Tây Thi bận rộn quá cho nên là Thi cũng để cho Tây Thi làm giống như Thi vậy đó. Thi mà bận rộn quá là Thi cũng để, người ta cũng để cho Thi làm. Còn nếu mình vô nữa mình rối. Bây giờ Thi sẽ ăn. Ăn vui vẻ luôn nè. Ly bắp bây giờ bao nhiêu em? Dạ ly bắp là 20 ngàn hả chị Ngụ? Ừ. Thơm ngon. Vẫn còn nét, vẫn còn giữ cái độ ngon giống ngày xưa. Ừ. Ngon không? Ngon không? Ngon phải không? Hồi đó giờ chưa đi ăn phải không? Ngọt tách đi chi. Tách đi cưng. Ngon xin la. Chưa nhai mà ngon. Dạ. Đút cái chai đẹp nha. Hả miệng á. Ngon không anh? Em đút là ngon hả? Em đút anh ấy ăn ngon đó. Chẳng em không đút anh không ăn ngon. Cá rô ăn móng dưới bìa. Để lên người xúc biết dìa tay ai. Bữa nay là Thi lấy một cái thời gian rảnh rỗi. Ti Thi sẽ đi qua thăm em gái Tây Thi. Cho nên là bây giờ em đi qua chơi thôi. Em qua tình cờ để em mua bắp nướng nha. Và hỏi thăm em gái coi mua mai bán được hay không. Hai. Trời ơi. Em gái của chị. Bữa nay chị thấy em bán được quá, chị qua thăm em nè. À, vừa bán vừa lại chim nữa. Ê có chai đẹp hả? Chai đẹp lại mua cái gì vậy bà? Chai đẹp, chai đẹp vô. Ở đâu vậy trời? Ở đâu trời? Chai đẹp. Ê bữa nay Tây Thi có chai đẹp vô nướng kìa. Ủa đẹp trai vậy trời. Ủa anh lại phụ hả? Qua nướng em á. Trời ơi cái Tây Thi bữa nay em bán gì dữ gì vậy? Dạ em bán nem nướng nè, xoài lắc, ốc lắc. Mấy chị đang sắp hàng mua phải không? Cho mấy chị vô sắp hàng đi. Lâu rồi không có đi qua thăm em. Dạ. Qua chủ yếu là hỏi thăm em mua bán được hay không. Dạ. Và một cái nữa là hỏi thăm sức khỏe em. Dạ. Từ ngày em làm con gái gì đó em thấy sức khỏe em tốt không? Dạ không chị ơi, sức khỏe em nó yếu. Yếu, yếu nó mệt lắm chị. Mọi người nhớ không, mấy năm về trước á, Ti Thi đi qua bên đây nè, thăm em gái Tây Thi là bán kế bên. Nhưng mà bữa nay là em gái Tây Thi đi ra cái góc đường này rồi. Cũng dễ thương. Ê đây nè, nhà tao cho thuê nè. Phải mình biết vậy mình đi qua Tây Thi gần Tây Thi bán luôn. Em ngã tư anh của em gái. Dạ. Tao thuê nhà kìa. Cho thuê nhà 150 chị. Nếu mà chị bữa chị biết chị qua đây chị thuê gần em luôn. Đây nè kế bên đây chị bán đối diện. Dễ thương. Và đặc biệt nữa ngày hôm nay Thi sẽ đi qua bên em Tây Thi á. Là nói chung ra em gái Tây Thi cũng dễ thương. Nhưng mà giờ đẹp hơn xưa. Chọn nướng đi. Bữa nay hơi đẹp. Với lại một cái nữa khách hàng hay lộn Ti Thi và Tây Thi lắm. Dạ đúng rồi. Sao bữa nay em nghỉ bán bên kia rồi? Dạ dắt chị em bán bên kia, dắt tối em bán bên đây chị đi. Vậy đó ha. Dạ. À, dắt chiều là Tây Thi bán bên đây nè, cái bên. Là ngày xưa thì hay quay phim á. Còn bữa nay đi ra đây ngay cái ngã tư quá đông. Em ngay cái đường này đông quá à. Dạ đúng rồi chị. Đâu phải mọi người thấy Tây Thi mà bán mà sắp hàng quá trời luôn. Đây. Ti Thi bán gọi đủ cũng sắp hàng mà Tây Thi còn sắp hàng hơn Thi nữa. Chấn động. Bây giờ Ti Thi sẽ ăn xoài với cốc. Này ký lô có 35 ngàn à. Lấy chị làm. Còn cái này ký nhiêu em? Dạ ăn ký 35 ngàn luôn. 35 ngàn luôn. Thôi bây giờ chị đông đứa rồi. Chị lấy hai thứ 2 ký đi. Hai đứa 2 ký nha. Hai đứa 2 ký. Để riêng ra đi ăn, ai ăn cốc ăn cốc. Rồi sao chồng nó mất tiêu rồi? Dạ không có chồng đâu chị ơi. Ủa? Hồi bữa thêm lại chị em mà có chồng mà. Dạ có đâu. Chị hả? Dạ em ở vậy không mà. Đã quen bán rồi, khán giả yêu mến rồi. Thì chủ yếu là phục vụ hết mình. Cái nào bán được cứ bán, nói chung là mua bán mà quý vị. Trăm người bán và người mua. Chủ yếu là khán giả hoặc là khách hàng ở trên đây xem vui vẻ là được phải không em? Dạ dạ. Thôi bây giờ Thi đợi Tây Thi làm nha, mọi người hãy xem Tây Thi gọt bắp nha. Em có lời gì chia sẻ cho khán giả không? Ê cảm ơn các cả anh cô chú và anh chị đó, thời gian qua đã thương mến chị Ti Thi, ủng hộ chút cho chị. Thương chị rất là nhiều, ai cũng thương chị hết trơn. Dạ, luôn nghe. Dạ. Em. Gắt ở đây ai cũng thương hết trơn á, nhiều người ai cũng thương chị hết trơn á. Ngay chỗ này là đẹp nhất luôn á, khu này là ngã 6. Quá trời đông. Mong mọi người cô chú. Nhưng mà chị nếu mà cái mặt bằng này mà lớn là Thi thuê là được. Nhưng mà cái này nhỏ quá. Nhỏ quá. Không có đủ khách cho ngồi. Thi thuê mặt bằng chỗ Thi là chứa được 150 khách. Nếu mà có chỗ bãi giữ xe là 300 khách. Tại vì Thi khách khách hàng đông. Cho nên là Thi phải tìm mặt bằng bự trước cái đã.
Địa chỉ của Tây Thi cũng dễ, 173 Bình Thới, phường 9, quận 11. Lâu lâu mọi người thèm xoài cốc lắc này nọ, cái đến qua đây ủng hộ em gái cũng dễ thương. Nói chung nay là chị em trong giới mà, nói chung là ai mua bán được cũng vui. Còn Thi kiểu như là rảnh rỗi thì mới đi quay chị được, còn nhiều khi Thi không có rảnh á, cho nên Thi không có đi được. Cho nên là nhiều khi mọi người nói Thi không đi đây đi đó, không có rảnh. Mấy bữa nay là sửa soạn quán, trang trí quán để sắp xếp á, cũng tranh thủ để khán giả đến ủng hộ. Mà chị đi mấy tháng nay em có buồn không? Dạ buồn. Em có nhớ chị? Dạ nhớ chị mà em không có lên được chị. Vậy hả? Dạ. Đâu sao đâu, chị biết em bận mà. Tây Thi sinh năm 93, Thi 90, thì lớn hơn Tây Thi 3 tuổi. Mà cực lắm quý vị ơi, cũng chịu đựng lắm. Mỗi người mỗi cái cực khác nhau, cũng dễ thương. Nhưng mà xòi chắc ngon quá ha. Dạ ngon. Thế này đẹp gái quá. Có không vậy chị? Thế này đẹp hơn xưa. Em cảm ơn chị. Ê sao mà áo hở hả, nóng không? Dạ nóng chị. Thật ra gì nè, xòi này xòi keo, xài Campuchia phải không? Dạ đúng rồi chị, hay dữ vậy trời. Xài Campuchia nó ngọt. Hay dữ ha, hay quá trời, hay ha. Hay quá, giờ giờ biết xài Campuchia liền. Biết mà. Bình thường xài này xài keo đó, xài ngon đó. Ăn với mắm ruốc. Em gái có bán mắm ruốc luôn. Mọi người thấy khách đâu cũng đông lắm á. Lâu quá rồi không có đi qua thăm em gái. Đây có bán bắp luôn chị. Chị mua bắp, chị qua đó sắp hàng vui vẻ luôn. Xứng đôi em mọi người. Mọi người ơi, cái xứng đôi cho chàng vỗ tay đi ạ. Đứng đẹp trai mà. Đây đi, đẹp trai. Có lần đi nè ơi. Cái mặt đẹp trai chứ bà. Đẹp, đẹp trai ha. Dạ. Đẹp trai. Tại vì ngại ngại vậy thôi. Chủ yếu là vui vẻ, chị em mua bán đó. Muốn cho khách hàng đông thì vui vẻ để đến để thăm em gái, chia sẻ thêm những công việc. Còn Thi thì mọi người cũng đã biết vui vẻ rồi. Với lại em gái Tây Thi hơi hiền hơn Thi nha, mọi người xem đừng chửi Thi nha. Tây Thi quá hiền mà Tây Thi quá lanh. Ngon không? Tây Thi đang mua tòi lắc thêm để đem đi ra ngoài đường mình ăn, cái mình nhậu luôn đó. Nhìn thấy làm ngon hả em ha? Quá thấy ngon. Em có chia sẻ khán giả gì không? Dạ có. Em muốn nói khán giả gì đi? Đến ủng hộ chú và tất cả anh chị em mình đến ủng hộ giúp cho em ngay ngã tư Bình Thới, Lãnh Bình Thăng, quận 11 nha anh chị. Đến ngay ngã tư là thấy em liền. Rất là ngon nghe, xà lắc cốc lắc rất là ngon anh chị mình. Dạ. Cứ ăn thử nên ăn cay không chị đi? Ăn cay. Nhưng mà ăn cay là để ớt này luôn phải không? Cái nhiều không chị đi? Nhiều. Còn cái này là nước mắm em. Dạ nước mắm á chị. Nước mắm đường. Dạ nước mắm đường. Thật ra là cái nghề này cũng dễ nha. Học dạ. Nghề Tây Thi về bán luôn. Dạ. Nước mắm nè, với lại đường, với lại ớt. Dạ. Với lại muối Tây Ninh. Lắc chung ăn với mắm ruốc. Vậy đó mà Tây Thi bán được chứ mình bán là bị ế. Tại vì người ta thích Tây Thi là hiền thôi, đến ủng hộ. Em này là ai? Dạ em bé phụ. Phụ luôn. Dạ. Chắc ngày ngày nhiều người phụ là em bán như em đóng tiền cho người phụ hết. Dạ chắc vậy vậy đó. Rồi em hết lời luôn à. Em gái kìa. Huệ My kìa. Ê Trà My hả? Hả? Em gái Trà My đi đâu vậy? Đi ăn bắp mà trang điểm gì đó ha. Ngon quá. Như vậy như này tiền. Bây giờ của chị hả? Thôi nè, lấy đi chị. Thôi thôi thôi. Thôi. Trả tiền cho em gái đi. Em hoài. 200 ngàn không đồng. Thôi trời gì mà giữ thằng vậy đâu có được. Thôi. Ê, có bán nem nữa, giới thiệu nem giúp cho em đi chị Thi. Bán nem gì vậy? Nem nướng á chị Thi. Nem nướng hả? Dạ. Nướng chưa? Dạ rồi chị. Nướng nem đi má ơi. Số gì đây, số gì đây? Tôi lắc con cờ ra mà con mấy cái gì đây? Hát lô tô thử đi. Cá rô ăn móng dưới bìa. Để lên người xúc biết dìa tay ai. Lắc đúng đỉnh luôn. Lắc dữ vậy em. Lắc cái sợ luôn á. Dạ ăn thử nha. Để trộn lên cái chi ruột. Đây là trái cóc, hồi nãy mình ăn trái xoài. Ngon quá. Được không chị ơi? Chị. Được. Chị ăn cay nhiều mà. Cay nhiều chị mới ngon á. Quá ngon rồi. Đỏ lòm đỏ lét luôn. Chương trình ngày hôm nay Tây Thi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em và khách hàng yêu mến Tây Thi và Tây Thi trong suốt thời gian vừa qua. Video clip này nếu có điều gì đó sai sót mong là tất cả quý bà con cô bác khán giả yêu mến thông cảm bỏ qua giùm. Vì ngày hôm nay thì lãnh rỗi cho nên đến thăm em gái vì cái sự mua bán cực khổ gian lao để kiếm tiền mưu sinh. Cho nên mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Cho nên là giống như trong giới hay có một hoàn cảnh khổ sở khó khăn. Cho nên là Thi đồng cảm khi mà làm việc chung với nhau giống như nhau. Thi cũng người làm việc, em gái cũng người làm việc. Cho nên đồng cảm với nhau trong cuộc sống để kiếm tiền mỗi ngày trang trải gia đình và cha mẹ, anh em, con cái, dòng họ đủ thứ. Cho nên mọi người cũng thông cảm bỏ qua những lời nói của Thi nhiều khi sai sót, mọi người bỏ qua giùm Thi. Cái nữa là đến ở đây là để cho tất cả anh chị em mình biết
đến ủng hộ Tây Thi là địa chỉ nơi đây. Nãy giờ Tây Thi có đọc cho mọi người xem rồi đó. Có gì đến lâu lâu ai mà đi ngang qua đường này có thể đến ủng hộ em gái Tây Thi nha. Xin chúc mừng Tây Thi là ngày hôm nay bán cùng với chị. Em bán mấy năm rồi ta? Dạ em bán cũng được 7 năm rồi chị. 7 năm. 7 năm. 7 năm là cùng với Tây Thi luôn, một thời với Tây Thi luôn. Thì cho nên là cũng rất là thời gian trôi qua nhanh thấy em ha. Dạ đúng rồi. Trôi qua rất là nhanh luôn, cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mọi người nhớ đăng ký kênh subscribe cho Tây Thi Vlog nha. Hãy đón xem hành trình Tây Thi chuẩn bị sắp mở quán tại 55 Minh Phụng, phường 5, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Ủa hỏi em muốn nói và... nói sao không? Nói dạ. Chỉ đi về đây chỉ bán chắc còn bán đắt thêm chút nữa. Bán lây được lây khách. Khách nó bệnh ăn xong rồi chạy qua nó gần hơn chứ bò hồi lúc trước cũng vậy đó. Khách ăn của chị xong rồi chạy qua em, khách ăn của chị xong rồi chạy qua em. Dạ. Dạ. Rồi em có lại nhắn nhủ gì cảm ơn khách hàng. Cảm ơn tất cả các cô chú và các anh các chị đã thời gian qua em có sơ sót gì món ăn hay là cái gì á hành động lời nói gì anh chị bỏ qua cho em nè mấy cô. À, anh chị thương tụi em thì đến ủng hộ giúp cho chị Tây Thi gấp khai trương mở quán nha. Và ăn xong rồi nhớ ghé ủng hộ giúp cho em qua những ly xoài, ly gốc, ly bắp nướng nha anh chị ruột. Cảm ơn quý khách rất là nhiều luôn luôn quan tâm yêu mến nha. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Tây Thi vào clip ngày mai. Cảm ơn em nhiều nha. Chúc em mạnh khỏe và kiếm tiền thiệt là nhiều vui vẻ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn.